Vâng, Đại Ngàn xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Hôm nay Đại Ngàn sẽ quay một cái clip về các món đồ xưa cổ ở tỉnh Đắk Lắk. Rồi, cảm ơn các bạn thời gian qua đã xem các clip của anh em. Đây là những anh em đồ cổ ở Đắk Lắk đang ngồi họp mặt và giao lưu vào cuối tuần. Đây, và đây là những cái món đồ mà cổ xưa của anh em Đắk Lắk trưng bày và giao lưu với anh em đồ cổ toàn quốc. Đây. Hôm nay là có một cái chủ đề đó là về tượng. Đây. Đây là những cái món đồ mà cổ xưa mà anh em Đắk Lắk trưng bày và giao lưu vào cuối tuần hôm nay. Mình sẽ đi sơ giới thiệu về một số món cho các anh chị nha. Vâng. Đây là cái đá. Đá này hình theo giống như con cá, theo như chủ ấy, nó là giống như con cá. Ủa cái đá này gọi là đá gì ta? Xe gì vậy? Casidon. Đây là cái đá Casidon. Đây hình con cá gì đây nè. Rất là đẹp. Bên này là tượng. Đây là tượng hai con sư tử, một cái vần cầu, một cái vần lân. Nó bằng đồng, đồ đào của anh em Tây Nguyên ấy được. Cái bức tượng nhìn lên tan xanh cũng rất là đẹp. Đồ này thì chắc giống như là đồ tàu, nhìn nó chạm khắc rất là tinh xảo nha các bạn. Bên ở giữa này là có một con lân nhũ đồng, một cái gàn tàn thuốc. Cái này thì theo Đại Ngàn thì nó là gốm Bình, gốm Biên Hòa xưa. Con lân mà trên cái gạt càng thuốc này cũng nhìn cũng rất là hiếm nha các bạn. Lân nhũ đồng. Giống như gốm Thái Dương á. Bên này là có ba cái bát nhang. Đây bát nhang thành sơn thủy, bát nhang màu sơn thủy. Bên này là bát nhang rồng. Cái này là sơn thủy. Đây sơn thủy. Bên này là cái giới thiệu khách lên trên dùng cái sơn. Rồi bên này là chúng ta có một cái tượng này, tượng cô gái. Đây là tượng cô gái theo phong cách Tạ Tị Di Liên gì đây nè. Nhìn cô gái rất là đẹp, đang bỏ tay vào giữa hai đùi. Thì nhìn rất là đẹp và phồn thực. Theo từng mảng một. Một cái tượng mà gốm chắc là sông bé. Thì cái này nó đã được lên nhiều, rất là nhiều sách báo rồi. Nhìn rất là kiêu gợi nha các bạn. Một bức tượng mà Đại Ngàn nhìn cũng rất là thích. Đây, cái chôn của nó đây. Cái này thì cũng có dạng gốm, đồ mà xưa của Bình Dương. Rồi, bên này là có một cái ấm hình ông Phật Di Lặc đang cầm cái gậy Như Ý. Cái này là gốm Tự Sa. Một cái ấm mà hình Phật Di Lặc. Không biết anh em đồ cổ Đắk Lắk sưu tầm được ở đâu đây, nhìn hay quá. Đây. Đây là phía trong. Nhìn rất là cổ xưa. Nhìn ông cười tươi quá. Đây là cái gậy Như Ý nè. Rồi trên này là có những con voi. Đây là những con voi gốm Biên Hòa. Nhìn cũng rất là đẹp. Đó, voi đôn nha, dòng mini. Bên này là có cái tượng con lạc đà gốm Biên Hòa xưa, nguyên một cặp. Những cái hàng này ngày xưa chắc là làm xuất khẩu đi qua Ấn Độ hay Ả Rập Xê Út gì đây. Nhìn u sần rất là đẹp nha các bạn. Đây là cái tượng. Đây là ngàn cầm lên cái chôn cho các bạn xem. Đây là cái chôn của nó. Đây là cái tượng mà lạc đà, nhìn rất là dễ thương, chỉnh chu. Cặp lạc đà này thì như là lành tít. Phía sau này là có một cái phiến phù điêu người thổ dân da đỏ. Đây là người tù trưởng da đỏ của ở bên Mỹ. Thì cái này làm bằng thạch cao nha.
Nhìn rất là thần thái nha các bạn. Một cái mà phù điêu rất là to, mà người thổ dân da đỏ, nó làm bằng thạch cao. Theo như ngày chủ nói thì cái này nó được làm ở Biên Hòa nha. Rồi bên này là có một cái tượng, cái tượng này là tượng bằng gỗ cẩm thị Quan Âm. Nhìn ngài rất là thần thái. Đây gỗ cẩm thị Quan Âm, đây đại ngài quay sơ vào nhìn rất là bóng. Đang giơ tay lên và cầm một cái bình. Dưới là có đài sen, rất là đẹp. Phía dưới là chúng ta thấy là có cặp đôn voi Biên Hòa. Bên cạnh này là mình thấy là một cái tượng mà sơn son thiếp vàng. Một cái tượng mà nhìn rất là đẹp, nhìn cổ. Đây nhìn cái quay cái chân ở đây này, không biết là gỗ gì đây, chắc là gỗ mít. Thì cái tượng sơn son thiếp vàng này theo đại ngài nghĩ thì chắc nó khoảng thời Nguyễn. Nhìn giống như một chú tiểu đang ngồi kê tay, hay là gọi là giống như rất là suy tư. Đây gọi là phiên bản người suy tư ở Việt Nam. Một cái tượng mà cũng rất là độc lạ nha. Lần đầu tiên đại ngài mới thấy luôn. Đó, bên giữa này là có một cái đĩa, đĩa con gà. Cái đĩa này to lắm nha các bạn. Lần đầu tiên đại ngàn thấy một cái đĩa mà con gà to, kích thước đến là 30 mấy. Cái này kích thước 38. Ở giữa con gà vẽ rất là to nha, vẽ rất là đẹp, sắc nét. Chú gà trống. Bên này là có một cái quán tẩy màu xanh. Này, cái quán tẩy màu xanh, phía dưới là nó là men da lương. Cái đồ này thì nhìn giống như là đồ tàu hay đồ Vạn Ninh vậy nè. Có thể là đồ Vạn Ninh. Nhìn rất là đẹp nha. Một cái quảng tẩy này nhìn rất là dễ thương và đẹp. Bên này là có một cái miếng mặt nạ. Mặt nạ giống như là người thổ dân Châu Phi gì đó. Hay quá. Nhìn cũng rất là độc lạ. Cái này nghe nói là ban đêm mà để trong phòng nhà là nó sẽ phát sáng ra. Đây là quà lưu niệm mà giống như những người mà đi mua, họ mua về, đi trong phi mua về. Bên này là có những cái tượng, đây cũng là tượng của ông thổ dân da đỏ nè. Cái này là chất liệu là hình như là bằng nhựa ha, bằng composite. Hay quá. Dưới này có một cái tượng cốc, cốc tiền nè, con thềm thử nè. Con này cốc ngậm tiền bằng đá. Cái này nhìn giống như là đá non nước quá. Thôi kệ. Vâng, đó là một số cái mà tượng mà hiện thời anh Tem đồ cổ ban mê đã đưa đem tới đây trưng bày và giao lưu với anh em. Thì đại ngàn quay cái clip cho các bạn xem về cái thú chơi của ngoạn của anh em đồ cổ thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, được trưng bày ở số 10 Hải Chiều, thành phố Buôn Ma Thuột hàng tuần vào cuối tuần, để cho mình lưu lại những cái kỷ niệm mà cái thú chơi trong cái giai đoạn này của anh em đồ cổ Đắk Lắk. Ngoài ra ở bên này thì chúng ta thấy là một cái bàn trưng bày rất là nhiều mà đồ gốm sứ. Ở dưới đây là có một cái bức tượng, bức tranh, tranh về những con hạt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 con hạt trên cây tùng. Này gọi là tùng hạt diên niên á. Nhìn rất là đẹp. Đây là bức tranh, là nghĩ là chắc là tranh Bình Dương. Thì cái này thì chắc nó cũng tranh Bình Dương. Ở đây nó có chữ nè: tặng Tăng Gia, tặng Tăng Gia, lú xưa lú chứ. Cái này nhìn không thấy năm, nhưng mà cái này thì chắc làm khoảng thập niên 90-2000 gì đó. Nhìn rất là dễ thương, tranh sơn mài cận nhựa hay là ngọc chai ốc gì đây nè. Đây, những con ngọc, những con hạt đây. Bên này là những cái món đồ sành sứ anh em đồ cổ Đắk Lắk giao lưu. Đây là khách đang tới tham quan. Đây anh em đồ cổ đang mang đồ tới đây. Nhiều quá.
Đây. Rất là sum tụ nha anh em, cuối tuần ở đây rất là sum tụ. À, mấy anh em đang tới tập trung. Ở cái thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm này mà tập hợp được một số anh em này cũng không phải là dễ, rất là đông. À, chỗ này là chúng ta thấy cái thố, cái thố lấy thiêu, thố dây. những cái thố mà hay để thịt đồ này kia rồi đó. Trên này chúng ta có những cái chén còn men, chén Lý Trần Lê gì đây nè. Đồ sâu tuổi, mấy trăm năm rồi. Rồi bên này là có những cái bình vôi, bình vôi có men không men gì nè, rất là nhiều. Và ngoài ra thì chỗ này chúng ta có những cái đĩa da đá, đĩa da đá hình con phụng, hay quá, cũng rất là đẹp. Đó. Ở đây là có một cái đĩa lông ẩn, đồ tàu, hiệu đề là ngoại ngọc hay chân ngọc gì đây nè, rất là đẹp. Đây là có một cái ấm, đây. Cái ấm này màu xanh đẹp quá. Này có nắp đây đây. Cái ấm này nhìn giống như là đồ Trung Hoa, đường Trung Quốc, bao cấp. Đồ Trung Quốc bao cấp, nhìn chưa thực sự chuẩn cổ nhưng mà chắc cũng xưa rồi. Phía dưới này chúng ta có một cái bình Biên Hòa Cúc Dây, hiệu đề Dona. Đây là những cái bình mà Biên Hòa, mỹ nghệ Biên Hòa, được sản xuất vào khoảng thập niên 80, hàng xuất khẩu. Phía trong này là chúng ta thấy có những cái hũ Lý Trần Lê gì đây nè, còn vấu. Đặc biệt cái hũ này men nhiễu, nhìn rất là đẹp nha. Những cái món đồ sâu thủi của ông bà ta để lại. Trên này có một cái bình bà đầm, tích hai bà chân. Hay quá, chân vương phạt hán. Cái bình bà đầm này có hai mặt bợm do nha anh em. Cái bình bà đầm này thì theo đại ngàn nghĩ nó cũng mới làm gần đây thôi, nhưng cũng rất là đẹp. Bên này có một cái điếu, cái điếu này là điếu Vạn Ninh hả, Vạn Ninh hay Bát Tràng vậy nè, nhìn cũng rất là đặc lạ, nhìn cũng xưa cũ rồi. Hay, nó vẽ chủ đề mà hoa cúc. Đây là cái bình gốm lái thiêu, tích cá hóa long. Hay quá, cái bình này nhìn rất là đẹp. Lòng phun, cái này là theo men lam phun nha các bạn, rồi lấy thiêu phun nhìn cũng rất là đẹp. Bên này là có một cái bình múa gốm Biên Hòa, tích apsara, múa apsara. Của người Khmer. Những cái bình Biên Hòa xưa này thì nhìn rất là đẹp, chủ đề mà văn hóa Việt cũng rất là hay. Bên này là có những cái bình gốm Biên Hòa, cúc dây. Rồi ngoài ra ở đây, đây có con tôm nè, con tôm hùm gốm Biên Hòa nè, nhìn cũng rất là lạ. Này để coi cái này. Cái tôm hùm này nhìn cũng rất là xưa rồi. Nhìn đẹp quá. Đây là cái dĩa, dĩa gốm Biên Hòa, tích cái này là nhìn giống như tích Chu Thương vậy nè, hay là Tần Thị Hoàng, thành tích Tần Thị Hoàng gì đó. Nhìn chủ đề cũng rất là lạ. Người này là gốm Biên Hòa nha các bạn, gốm Biên Hòa xưa. Về đây có một cái nhạo, hay quá. Cái nhạo này giống như là gốm ở Quảng Ninh nha, gốm gì Đông Thanh Quảng Ninh. Một cái nhạo tích Phúc Lộc Thọ. Những món đồ từ miền Bắc cũng được giao lưu ở trên vùng cao nguyên này. Ở đây có một cái liễn, hay quá. Cái liễn này là liễn giống như là đồ in nè, cũng là tùng hạt duyên niên luôn. Cái liễn này là hình cái quả táo. Nhìn cũng rất là độc lạ. Đồ in. Cái này thì là không biết là đồ của nước ở đâu luôn, giống như là đồ miền Bắc. Một cái liễn cũng rất là hay mà đồ in nha các bạn. Ngoài ra phía sau là chúng ta có cái những cái món đồ mà bình gốm Biên Hòa xưa được sản xuất vào những cái thập niên mà 80-90, cũng rất là đẹp. Ở đây có một cái bình vôi mà có hình quả câu, đắp nổi lên cũng rất là đẹp nè.
bình vôi à. Cái này giống như là gốm Thổ Hà à, hay quá. Quả câu à, cái bình vôi này hay lạ quá đi. Ngoài ra ở đây có một cái bình vôi gốm Quảng Đức hỏa biến à. Ồ, đẹp quá. Cái bình vôi này là hỏa biến màu đỏ nha các bạn. Ở trên có màu xanh, màu vàng. Ồ, nó có cái mấy cái quai nó bị thẩm mỹ rồi. Tiếc là nó bị thẩm mỹ, nếu không cái này lành thì rồi quá tuyệt vời à. Một cái bình vôi mà hỏa biến rất là đẹp, gốm Quảng Đức ở cái xứ Tây Nguyên, ở chợ đồ cổ Đại Ngàn ở đây. Ở đây cũng có một cái bình vôi cũng gốm Quảng Đức luôn, nhưng mà màu đen à. Bên này là có một cái thố lông ẩn à. Cái thố lông ẩn này cũng rất là đẹp. Ở trên nắp là có hình con lân. Đây, hay quá. Một trong cái thố lông ẩn mà gốm Đồ Tàu ở cái xứ Tây Nguyên này à. Bên này là có một cái đôn à, cái đôn tròn hình ba con rồng, đồ biên hòa xưa à. Đó. Wow, đây là có một cái nồi đồng. Một cái nồi đồng rất là to. Một cái nồi đồng xứ Tây Nguyên. Đây, một cái nồi đồng rất là đẹp nha anh em. Rất là to luôn. Cái này phải trên nửa mét à. Những cái món đồ mà cổ xưa của anh em đồ cổ Đắk Lắk giao lưu. Phía dưới là những cái chóe à, rất là vui à. Thì hàng tuần thì anh em đồ cổ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk tập trung ở số 10 Hải Chiều, chợ đồ cổ Đại Ngàn để giao lưu với tất cả anh em à, những cái món đồ toàn quốc này. Rất là nhiều cái món đồ được anh em đi săn hàng tuần đem về đây à. Đây là các anh em đồ cổ đang tập chờ cái hợp lại à, để giao lưu à. Vâng, rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip của Đại Ngàn và xem những cái món đồ xưa đồ cổ của anh em đồ cổ tỉnh Đắk Lắk. Rồi chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip khác. Đây. Các bạn nhớ đăng ký, like và share dùm clip dùm Đại Ngàn nhé. Đại Ngàn xin cảm ơn nhiều ạ.